mình có cái gì thú vị hơn mình hỏi không em? Ok, tại vì đó. Con chào chú. Ý là mình có thực sự tương tác với bé chưa ạ? Mình có cái gì thú vị hơn mình hỏi không em? Ok, tại vì đó. Chú cũng không biết nói sao đây, tại vì chú nhìn con chú tưởng tượng là chú hồi nhỏ là cỡ chèo tuổi con thì chú làm được gì đó. Thì rồi chú thấy là chú chưa làm được gì cái tuổi đó, mà con thì nghe đồn là con nhảy dữ lắm nên là chú cũng đang chờ đợi cái phần trình diễn của con. Chú là chú chắc chắn là trong lòng chú là con là 10 điểm rồi đó. Wow. Chưa kịp thấy bé trình diễn nữa là cho điểm rồi, nhưng mà em nghe nói là anh Bình vũ đạo cũng dữ lắm nè. Bữa trước là chú Nghĩa lên nhảy, con hướng dẫn nè, con hướng dẫn ke đầu trong chú đủ thứ. Đây đó. Chú nói cho con nghe nha. Xưa là chú là cũng là nhảy trước ba mẹ con đó, nhưng mà chú nhảy dở hơn nên là chú giờ chú ngồi đó thôi. Giờ con chỉ chú đi. Lâu lắm mà chú không biết nhảy. Sao vậy hả con? Chú Nghĩa thấy động tác này quen không chú? Quen. Bữa trước chú Nghĩa có làm rồi. Đó. Giờ vô nè, hai. Ồ, được nha. Được không? Tiếp xuống đây. Khó hơn đi con. Khó hơn con. Đó, chú Bình làm đi. Ê, chú Bình ơi, vô. Lâu lắm rồi nhưng mà xưa chú cũng giống chơi nhảy dây hơn á nghe. Nhảy dây ha. Con có động tác nào mà mình không phải lộn lộn được không con? Tại chú cũng có... chú cũng có tuổi, chú chẹo xương quá. Nãy giờ chú hơi nhảy cái nó hơi chẹo quá. Xoay lưng. Cho chú Bình xem thử chú Bình làm được không nha. Một chân mình chống cái này, cái chân còn lại vậy nè. Mình đá xoay vòng tròn quanh mình vậy nè, xong mình nhảy cái chân này lên, nhảy qua, nhảy qua. Cái này phải không? Cái này phải không? Cái này hồi xưa có học nè. Mà lâu quá quên rồi. Đó. Đúng không? Đó, làm được 100 vòng không? Chẹo xương nha. Chú biết làm 7 step không? 7 step. Chết, mình rồi, chết. Yeah, cái này giống như đang thách đấu hip hop với nhau quá nè. Cái này dễ nè chú Bình. Cho chú về chỗ được không? Chú mệt quá. Cảm ơn con. Cảm ơn chú Bình. Thưa quý vị, Trấn Thành đã trở lại với siêu tài năng nhí và sẽ tham gia một đêm rất là đặc biệt. Đó là điểm nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi vào lúc 20:20 thứ năm trên HTV7 với chương trình siêu tài năng nhí. Coi nha. VUS khơi mở tương lai tươi sáng.